tới rồi, làm cơm ăn mấy bạn ơi, mà làm cà tiếu. Mình xào dưới trứng của nhà với cô hành của nhà, tỏi của nhà luôn. Đó. Đó, đúng là anh muốn mình xào bằng cái dầu vọng đó. Ở đây đó rồi, cái chỗ dầu mình nó nóng rồi đây. Bên này là cái cá khoai này để mình làm để mình kho mai ăn nha, chứ mình làm để coi nếu mà kho kịp bữa nay thì mình ăn, thì còn không kịp thì để mai mình ăn. Mình có cái chảo dầu thì để mình chiên với khoai tây được các bạn, một cái này để mình chiên cái cá rô phi đó. Giờ mình sẽ cái gì đó, nó là cái dầu gì đó, cái dầu thụ phộng, dầu phộng đó, cho nên mình phải chi tỏi cho nó thơm. Vớt ra chiên cá rồi không kịp ăn các bạn ơi, đang kho cá cũng không kịp ăn luôn rồi, anh đòi ăn rồi phải ăn liền, không ăn là không được. Mình kho cá khoai với lại cái giờ đó chỉ có cái món này đó, đó là cái cà tím với lại cái cà tím với lại hộp gà của nhà làm, đó là mình chỉ ung với lại trứng gà thôi, ăn với nước mắm. Nè bên đây, bên đây nó là cái tô canh sườn nấu với bí đỏ và bí nhật á, bí đỏ đó. Đó hai cái chén cơm nó nhỉ, không biết bạn ăn, anh chờ cá chiên được thì chờ, còn chờ không thì cũng chịu ăn thôi. Cái này cái dĩa cá khoai mình kho nó cũng sạch sạch nước thôi, chứ bạn chứ nó cũng có quẹt, mình cũng lần đầu tiên mình làm thôi, mình chỉ kho với nghệ với lại tỏi, chắc mỡ, hành tiêu vậy nữa, nó ớt vậy đó. Đó thì coi canh ăn, nhưng mà mình nghĩ là mai mới ăn được, nó phải thấm vô, nhưng mà tại vì cá chiên thì chưa chín cho nên thôi mình ăn ở món này đi. Thì bên kia cái trứng gà đó gần đó, chứ là một cái tô canh khoai vậy là thôi là đủ các bạn ăn của mình rồi. Đó. Anh ơi xong rồi, anh ơi ăn cơm, ăn cơm. Anh đưa nghe ông tổng thống Trump, cựu tổng thống vận động tranh cử đó, ở ngoài trời thì nghe tiếng ếch ngáy ảnh ương đồng kêu lên một loạt, nghe nó não nùng ai quán sau mưa đó, là tụi nó kêu dữ vậy đó mấy bạn. Đó đây cái chén cơm của ảnh đây, đũa này mình rất là ghét cái đôi đũa này, ăn nó đật trệt, mình thích ăn cái đôi đũa tre hơn đó. Anh ơi xong rồi, anh ơi